Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ông Nhưỡng bị bắt và tình trạng bất tương xứng trong môi trường tư pháp và báo chí Việt Nam. Ngày 17 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài Tại Việt Nam, vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng xảy ra trong môi trường tư pháp và báo chí như thế nào? BBC dẫn lời nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Anh Tuấn từ Canada chia sẻ rằng Tất cả những thông tin công chúng tiếp cận được về vụ ông Lưu Bình Nhưỡng qua báo chí nhà nước đều từ cơ quan điều tra. Không hề có nỗ lực từ bất kỳ tờ báo nào trong nước dẫn quan điểm của phía ông Nhưỡng dù là gia đình hoặc luật sư của ông ấy. BBC dẫn ý kiến của nhà bất đồng chính kiến, tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra hai khả năng. Một là ông Nhưỡng có tham nhũng thật như báo chí đưa tin. Hai là công an dùng cáo buộc ông Nhưỡng dính đến tham nhũng, gian hồ như một cái cớ nếu như thế thì thật sự là một sự kiện chấn động vì nó không còn là một vụ án hình sự mà là chính trị chưa biết chừng ông lưu bình nhưỡng lại có thể bị cưỡng bức trở thành một dân oan ông quang a nhận định và đây là hình bài trên bbc luật sư đặng đình mạnh thì nói với bbc rằng ông lưu bình nhưỡng bị trả đũa về những chất vấn công khai của ông ấy tại nghị trường đối với bộ công an khi ấy lãnh đạo cao cấp của ngành công an đã phản ứng yêu cầu xử lý ông ấy khi cho rằng chất vấn của ông ấy làm mất uy tín của bộ công an luật sư mạnh cũng cho rằng ông nhưỡng khó có thể được bảo đảm xét xử công bằng với tư cách luật sư giảng viên luật và từng là đại biểu quốc hội có tiếp xúc với dân oan tử tù oan thì ông nhưỡng biết rõ hơn mọi người về thực trạng đáng buồn đó nhà hoạt động nguyễn anh tuấn cho rằng thực hành tố tụng ở việt nam hiện nay có một đặc trưng là tình trạng bất cân xứng quá mức về quyền giữa bên buộc tội và bên bị buộc tội bên bị buộc tội thì bị bịt miệng trong khi bên buộc tội thì được nói bất kỳ điều gì để định hướng dư luận sau khi bị bắt hàng loạt quyền của bị can như được giữ im lặng không làm chứng chống lại mình có luật sư ngay lập tức được tại ngoại đều không được đảm bảo ở Việt Nam. Điều trớ trêu theo ông Tuấn, là ông Nhưỡng lại trở thành nạn nhân của án bỏ túi, thứ mà ông từng phê phán. Về hai cánh cổng gỗ nhà thờ tự của gia đình ông Nhưỡng, ông Tuấn nhận định chắc hẳn có liên quan đến vụ án, đặc biệt có thể là tan vật của vụ án. Ông Tuấn phân tích, chi tiết hai cánh cổng gỗ được cơ quan điều tra đưa ra một cách có chủ đích và được phụ họa bởi nhiều tờ báo. Và đây là hình hai luồng quan điểm trái chiều về vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Có báo còn mô tả thêm những chi tiết như trên cổng có dòng chữ Ngũ Phúc Lâm Môn được khắc chạm cầu kỳ, đẹp mắt, vừa thừa thải vừa kém về nghiệp vụ vì nó có thể tạo ra những ấn tượng không tốt của người đọc với người bị cáo buộc là ông Nhưỡng, điều mà báo chí nên tránh, ông Tuấn nói luật sư mạnh suy đoán rằng cơ quan công an biết rất rõ ông lê bình nhưỡng là người rất được lòng dân cho nên để trả đũa và để thuyết phục về tính chính đáng khi khởi tố ông ấy công an đã dùng thủ đoạn hạ nhục ông ấy bằng cách khởi tố tội danh cưỡng đoạt tài sản vốn là một tội danh chỉ áp dụng cho giới giang hồ thường kiếm sống bằng cách tống tiền các cửa hàng cửa hiệu doanh nghiệp kinh doanh theo nhà hoạt động nguyễn anh tuấn công an đã khắc họa hình ảnh ông nhưỡng trước mắt công chúng là một người cán bộ nhưng lại có quan hệ với giang hồ đi đòi với hình ảnh hai cánh cổng gỗ thì ông nhưỡng xuất hiện như người kiếm lợi từ mối quan hệ giang hồ này để từ đó mà có nhà cao cửa rộng đây là một mô tả bất lợi đối với ông nhưỡng một điều đáng lo hơn với ông là ông mất thế chủ động để kể phiên bản câu chuyện của mình trước công chúng nguồn ủng hộ lớn nhất của ông thanh danh và hình ảnh của bản thân ông có thể bị tổn hại nghiêm trọng trong một nền truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ và chỉ đóng vai trò làm cái loa cho cơ quan điều tra. Điều này có thể còn quan trọng với một người như ông Lưu Bình Nhưỡng hơn cả sinh mệnh pháp lý của bản thân ông, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn kết luận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Nhưỡng bị bắt và tình trạng bất tương xứng trong môi trường tư pháp và báo chí Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một người chỉ trích Putin tuyên bố tranh cử tổng thống để ngăn cuộc bầu cử giả hiệu. Ngày 20 tháng 11, BBC Tiếng Việt loan tin, một nhân vật chỉ trích Vladimir Putin tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống Nga. Theo đó, một blogger, nhân vật đối lập với tổng thống Nga, người đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt chiến lược quân sự của Nga ở Ukraine, tuyên bố rằng ông muốn thách thức Putin trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024. BBC cho hay, ông Igor Chukin, 52 tuổi, là người đã lãnh đạo các binh lính thân Nga ở miền đông Ukraine hồi năm 2014, sau khi Moscow sát nhập bán đảo Crimea, miền nam Ukraine. Và đây là hình bản tin trên BBC. Ông Chukin hiện đã bị bắt giữ và chờ bị xét xử cho tội cực đoan, điều mà ông bác bỏ. Ông tuyên bố muốn ngăn chặn một cuộc bầu cử giả hiệu khi người chiến thắng thì ai cũng đã biết trước. Theo BBC, bình luận này được đông đảo nhiều người nhận định tại Nga là ám chỉ đến tổng thống Putin, người cho đến nay vẫn chưa công khai tuyên bố sẽ tái tranh cử. Trong một lá thư gửi đến những người ủng hộ đang trên kênh Telegram vào ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 11, ông Skirin, người có bí danh là Stelkov, tuyên bố: "Tôi hoàn toàn hiểu rõ là trong tình hình hiện tại ở Nga, việc tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống như ngồi chơi bài với những tên gian lận. Nhưng ông nói bản thân hy vọng nỗ lực của mình sẽ giúp đoàn kết các lực lượng yêu nước giúp ngăn chặn những kế hoạch của Kremlin trong cuộc bầu cử mà người chiến thắng duy nhất đã được biết trước. Đây là cơ hội của chúng ta để đoàn kết trước những mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong, ông tuyên bố. Và đây là hình ông Igor Chukin. Ngoài ra, BBC cho biết ông Chukin kêu gọi những người ủng hộ thiết lập những trụ sở chính cho chiến dịch và bắt đầu thu thập chữ ký ủng hộ việc ông ra ứng cử mặc dù ông biết sẽ không được phép xuất hiện. Những người ủng hộ ông Chukin nói với truyền thông quốc tế rằng cuộc điều tra hình sự của ông ấy đã được kéo dài cho đến ngày 18 tháng 12 và về lý thuyết, ông ấy có thể tham gia cuộc bầu cử vì chưa bị kết tội. BBC cũng cho biết Ông Chagin là một cựu tướng tình báo của cơ quan an ninh liên bang Nga, viết tắt FSB. Ông là một trong ba người bị tòa án ở Hà Lan kết án vắng mặt hồi tháng 11 năm 2022 vì tội giết người liên quan đến vai trò trong vụ bắn hạ một máy bay hành khách của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014, khiến 298 người thiệt mạng. Vẫn theo BBC sau cuộc xâm lăng toàn diện của Nga nhằm vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Ông Chokin giành được sự chú ý khi mỉa mai chiêu trò của Nga và thường xuyên cảnh báo Nga đã đối mặt với cuộc cách mạng và thậm chí là một cuộc nội chiến, trừ khi các tướng lĩnh quân sự của Nga chiến đấu một cách hiệu quả hơn trong cuộc chiến Ukraine. Ông Chokin đã bị bắt giữ hồi tháng 7. Nếu bị kết tội cực đoan, ông có thể đối mặt với án 5 năm tù giam và đây là hình ông Putin có khả năng tái tranh cử tổng thống Nga. BBC cho biết thêm, chính quyền Nga đã trấn áp giới chỉ trích theo chủ nghĩa dân tộc, những người đã lên tiếng kêu gọi có cách tiếp cận cứng rắn hơn trong cuộc chiến tại Ukraine. Sau cuộc binh biến ngắn ngủi của thủ lĩnh Wagner Prigozhin hồi tháng 6, Prigozhin sau đó đã bị thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay, vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì. Bên cạnh đó, BBC cũng cho hay, người phát ngôn của tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, trả lời trong một cuộc phỏng vấn ngày 17 tháng 11 rằng ông hy vọng ông Putin sẽ nắm tiếp tục một nhiệm kỳ. Ông Putin đã giữ chức tổng thống Nga từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó trở lại vị trí này vào năm 2012, sau khi giữ chức thủ tướng từ năm 2008 đến năm 2012 những sửa đổi hiến pháp gần đây của Nga cho phép ông Putin được nắm quyền cho đến ít nhất là năm 2036 nếu ông ta tái đắc cử. Một bản tin khác của BBC ngày 7 tháng 11 dẫn 6 nguồn tin từ truyền thông quốc tế nói rằng ông Putin đã quyết định tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024 vì ông cảm thấy ông cần phải lèo lái nước Nga vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Đây là lập luận ngụy biện quen thuộc của giới lãnh đạo độc tài. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một người chỉ trích ông Putin tuyên bố tranh cử tổng thống để ngăn cuộc bầu cử giả hiệu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới